Thưa quý vị, ngày 11 tháng 12, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng cho biết, 46 trên 46 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1291 là nam, 19 tuổi, ngụ tại Minh Hóa, Quảng Bình, ở thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Bình đều âm tính lần một. Hiện các F1 của bệnh nhân 1291 được cách ly tập trung tại Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Sức khỏe của họ bình thường, không có dấu hiệu sốt hay ho, khó thở. Theo Sở Y tế Quảng Bình, ngày 8 tháng 11, bệnh nhân 1291 nhập cảnh từ Romania về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 12, người này được công bố khỏi bệnh. Sau khi ra viện, bệnh nhân bắt xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Sau đó, người này đến trạm y tế xã Trung Hóa để khai báo y tế, do nhiệt độ có kết quả là 34,3 độ C, sức khỏe bình thường. Ngày 7 tháng 12, CDC Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của bệnh nhân, kết quả dương tính. Ngành y tế xác định bệnh nhân một tiếp xúc gần 46 người, trong đó 44 người tại địa phương và 2 người đã đến thành phố Hồ Chí Minh. <laughs>